Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Mưa nha. Trước mặt các bạn vẫn là những con phố xanh ngát với những ngôi nhà cao màu gạch đỏ rất là cổ kính, rất là thơ mộng. Một trong những cái tiểu bang nổi tiếng về những ngôi nhà cổ trong cái thời nô lệ đó các bạn. Nếu mà các bạn đã từng tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ đó thì biết rằng là trước đệ nhị thế chiến thì những cái thành phố này rất là đình đám đây. Bây giờ thì những cái dấu ấn của nó vẫn còn rất là đẹp. Đối với mình nó mang một cái vẻ hoài cổ rất là lãng mạn ha. Ngày mai thì mình lại trở về Cali của mình rồi. Cho nên là mình sẽ cố tình hôm nay chạy xe vòng vòng qua những con phố xinh đẹp này một lần nữa cho các bạn ngắm. Con gái mình còn học ở đây 4 năm nữa, nhưng mà mình không biết chắc là sắp tới mình có thời gian để trở lại đây hay không, bởi vì công việc làm ăn của mình vô cùng bận rộn. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng ngắm với mình một lần cuối thành phố St. Louis, Missouri. Đây, mời các bạn. Lại tiếp tục trên những con phố đi bộ đến nhà hàng để ăn. Rồi ở cái nhà hàng nó đông, order hiện đại không, cứ gõ vô đây là order thôi nha. Wow, trời ra ngoài nóng nực rồi nha. Rồi anh thấy ông order mà cái máy này làm khó lắm, cho mắt già đi. Một cái tiệm ăn khá là nổi tiếng ở thành phố này ha, về các cái thực phẩm Á Châu. Đấy, các cô gái yêu quý của mình nó search ra đó. Nhưng mà khi mình đến đây đó cũng phải đợi chờ là lâu lắc rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, nó đông dã man ở trong. Ở trong có máy lạnh nhưng mà nó đông người quá, nó ngộp thôi mình ra đây mình đứng. Thì đợi 15 phút nha các bạn. Thì trong thời gian đó mình sẽ đi vòng vòng, mình quay cảnh phố phường nhộn nhịp cho các bạn xem ha. Đây, bây giờ là 7 giờ tối của Missouri nha các bạn. Tại vì mát mẻ cho nên người ta tỏa ra đường rất là đông. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái kiến trúc đối diện đấy. Đẹp lắm. Xe thì coi các bạn thấy nè, rất là nhộn nhịp hai bên đường. Ở bên đây đó các bạn đậu xe là phải đậu bằng cái meter đó, phải trả tiền đó. Và giá thì cũng khá là đắt ha. Thỉnh thoảng bắt gặp những cái cột mà nó để free parking thì mình đỡ tốn tiền ha. Hên quá, người nào mà gặp chúng nhiều khi nó bị hư hay cái gì nó mới free với dễ dầu gì. Đường thì bị những chiếc xe này nó đậu hết rồi, cho nên lòng đường còn rất là hạn hẹp. Cái con phố này thì chắc các bạn nhìn thấy quen quen đúng không, tại vì mình đã view cái video trước về cái món barbecue rồi đó. Cũng trên con phố này đây, đây bước thế khoảng chừng 300 thước nữa là thấy cái nóc nhà vàng vàng đó, đặt đó là cái tiệm Sack & Smoke mà bữa trước mình review đó. Nhưng mà buổi sáng nó khác, bây giờ buổi chiều 7 giờ tối rồi đó các bạn. Nhìn có vẻ như là đông đúc hơn ha. Có những cái ngôi sao ở trên đường nè. Nó gần cái này thì các bạn sẽ thấy nó có vẻ giống như những cái đại lộ danh vọng ở Hollywood á. Đó. Thì ở con đường này nó cũng có những cái ngôi sao như vậy. Này. Đây là những cái người mà đã đóng góp cho cái thành phố này. Và những cái ngôi sao này là ghi ơn hoặc là tôn vinh họ. Người này là đã sinh ra ở thế kỷ thứ 19 à. Đây là một cái nhà thơ ha, poet. Marianne Moore là một cái nhà thơ nữ ha. Wow, nhà thơ là mình thích rồi. Ông Dale Gatroway, ông sinh ra vào đầu thế kỷ 20 ha, và ông đã có những cái đóng góp
trong cái ngành truyền thông. Đây là ông Grant Ricky. Ông sinh ra vào đầu thế kỷ 19, năm 1881 ha. Và ông là một cái ngôi sao basketball. Rồi nãy giờ mình đi mình quay sơ sơ như vậy thì mình thấy là những cái ngôi sao danh vọng này là tôn vinh những cái người đã đóng góp về nghệ thuật cho thành phố này đó các bạn. Đây là ông Tom Ellington. Ông được sinh ra vào đầu thế kỷ 20, năm 1929 là năm ông sinh ra đời. Và cái đóng góp của ông cho thành phố này là về ngành luật và quân sự. Luật và quân sự. Nhờ cái tấm bảng này đây mà mình biết được rằng con phố này, đại lộ này, nó thuộc một trong 10 top 10 của những con phố nổi tiếng trên nước Mỹ. Như vậy thì mình có thể so sánh nó với cái đại lộ danh vọng ở Hollywood ha các bạn. Còn rất là nhiều những cái ngôi sao mà có những cái người mà họ đã mất lâu quá rồi, bây giờ không còn ai biết đến họ nữa. Tại vì họ sinh ra vào thế kỷ 19 thì bây giờ đâu còn ai biết đến họ nữa đâu. Nhưng mà nhờ những cái bản ghi công này mà mọi giống như mình ngày hôm nay đọc tên và biết họ là những cái người đã góp phần tạo dựng ra cái thành phố xinh đẹp này. Những cái cống hiến của họ về khoa học, về nghệ thuật thì nó sẽ còn ở lại trên cái đại lộ này. The Loop de Mar ha. Cái chỗ này là giống như một cái đài tưởng niệm họ vậy đó. Đây các bạn. Cái tượng, các bạn có thể thấy hình một người đàn ông. Để mình sờ xem nó bằng cái gì nha. Bằng đồng hay bằng sắt gì đó. Đang ngồi trong một cái tư thế đăm chiêu, ngó ra cái đại lộ danh vọng này. Và ở đây có rất nhiều bàn ghế cho mình ngồi. Nói chung là gió mát trăng thanh thì cứ ra đây mà ngồi thôi. Và trên tường có những cái họa tiết trang trí rất là đẹp. Cũng có một cái vườn hoa nho nhỏ ở đây ha các bạn. Đây mình sẽ tiến tới cho các bạn xem. Một cái vườn hoa nho nhỏ ở đây ha. Xinh ơi là xinh luôn. Wow, đẹp quá đi, đẹp quá đi. Vườn hoa này thì nó thông ra cái mặt sau của cái tòa building này luôn. Đây nó giống như một cái quảng trường vậy đó các bạn. Và nó thông ra cái parking luôn. Buổi chiều ra đây gió mát ghê luôn các bạn. Đêm mà ra đây mà ngắm trăng thì mình nghĩ cũng là tuyệt vời. Ngắm phố phường, ngắm ông đi qua, ngắm xe bà đi lại và ngắm gió mát trăng thanh ha. Các bạn ơi, thành phố Saint Louis này còn nhiều điều rất là thú vị nữa. Bây giờ thì mình mới hiểu vì sao cái tiểu bang này được mệnh danh là Show Me State. Show Me State có nghĩa là hãy chỉ cho tôi, có nghĩa là khám phá cùng tôi, cũng có nghĩa là hãy khám phá cùng tôi ha. Thì rất tiếc là sáng mai mình phải lên máy bay bay về lại California rồi. Tại công việc của mình là mình không có vacation lâu được. Mình chỉ có thể lấy những cái vacation ngắn hạn trong cái thời điểm này thôi các bạn. Và đây là cái video cuối cùng của mình về cái thành phố Saint Louis ha. Saint Louis of Missouri. Mình hy vọng là các bạn yêu thích những cái video về Travel in USA của mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Ngọc Mưa, cho dù là bất cứ cái video nào, cho dù là dầu chỉ một video hay là một cái playlist video. Mình thì trong cái một playlist mình chia rất rõ ràng Travel in USA. Nếu các bạn nào thích đi travel
hoặc là những cái mục đề mình chia. Nếu các bạn muốn tìm dễ nhất thì vô cái playlist, có nghĩa là danh sách phát đó, rồi các bạn tìm theo cái mục tiêu đề ha. Tại vì video của mình nhiều quá, nếu mà mình không có nói thì các bạn vô tìm khó lắm đó. Chịu khó gì dùng Ngọc Mưa nha các bạn, chịu khó bấm vô kênh của YouTube của Ngọc Mưa, xong rồi tìm cái tiêu đề của danh sách phát thì để ra những cái loạt video mà các bạn yêu thích. Xin kính chào tạm biệt tất cả các bạn, và hy vọng các bạn có được những cái ngày hè vui vẻ bình an bên mái ấm gia đình. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi thì học trò đi học lại rồi. Như hôm nay đó thì mình đưa con gái để mà đến cái thành phố này để mà dọn vào trường đó. Rất tiếc là thì giờ ngắn ngủi mình còn không vào được cái trường đại học của con để mà quay video về trường đại học của con cho các bạn xem. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tới.